bộ phim Mái Ấm Gia Đình. Hội ngộ nơi điện ảnh. Kế hoạch thu hồi của Lâu Thị và tập đoàn Kim Ba đã tiến hành đối ngoại thành công rồi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng ta. Đà Minh, có câu đối này của anh em yên tâm. Tôi cũng biết mọi người đã cực thân bấy lâu, có chút rồi muốn tặng cho mọi người. Cảm ơn. Trước giờ chị của cậu nổi tiếng hào phóng mà. Không biết lần này tặng phòng nghỉ ở khách sạn của tập đoàn Lâu hay là vé mời đi ăn buffet nữa đây. Cả hai đều không phải. Nè, trong tay mọi người chính là bộ vé triển lãm điện ảnh ngày xưa do Amanda tài trợ trên danh nghĩa. Amanda cũng thích coi phim điện ảnh xưa sao? Phải, tôi thấy chiếc ghế tổng giám đốc bệnh viện bằng tay nhân ái sắp hết nhiệm kỳ rồi. Đúng lúc có một người mời tôi quảng bá văn hóa địa phương và công nghiệp sáng tạo, nên tôi thử phụ giúp thôi. Đến lúc đó sẽ có một phim khai mạc với lại chiêu đãi tiệc rượu. Hy vọng mọi người có thể tới ủng hộ. Hoa hồng đen. Hả? Phim truyền hình trắng đen. Trường Bảo Châu đóng đó, cũng hay lắm mà. Chị Hà, chị coi rồi sao? Em còn chưa nghe nói nữa là. Nè, tôi đính chính điều này nha, tôi chỉ coi chiếu lại vào buổi tối thôi. Nghe nói cũng kinh điển lắm, nhưng tôi chưa xem bao giờ. Vậy thì lần này cô nhất định không nên bỏ lỡ. Nè, 4 giờ chiều thứ bảy này sẽ có buổi tiệc rượu, còn phim thì sẽ công chiếu vào khoảng 5 giờ chiều. Tôi nghĩ mọi người sẽ có thời gian góp mặt, có phải không? Má của tôi cũng là fan của Trường Bảo Châu. Đến lúc đó tôi nhất định dẫn má đi coi chung luôn. Trời. Hôm đó tôi không rảnh, không thể tới được rồi. Tôi thì rất có thiện cảm đối với điện ảnh ở trong nước lắm, cho nên tôi cũng rất muốn ủng hộ. Nè, tôi đã mua vé mời buffet ở khách sạn Trường Đảo. Đúng ra tôi định sau khi coi phim xong sẽ cùng đi chia sẻ chung với mọi người. Buffet khách sạn Trường Đảo sao? Trời ơi, ngon lắm đó. Món hào sống ở đó rất là tuyệt vời. Còn có tôm hùm và gan ngỗng làm tại chỗ nữa đó. Chà, mỗi người còn có một ly rượu vang hảo hạng nữa. Phải đó, cho nên nếu mọi người không thể đến góp mặt chung vui thì đáng tiếc vô cùng. Tôi rảnh. Vậy Alex, cô cũng ok, tôi ok. Ông Trà, ông cũng biết là tôi hiếu thảo mà. Hôm đó tôi có hẹn với người nhà đi uống trà chiều, tôi chỉ tham gia tiết mục sau thôi. Xin lỗi, không được. Số vé mời đó tôi đã phát sau khi coi phim xong rồi, cho nên nếu cậu không tham gia vậy thì uống trà chiều lúc nào cũng có thể uống được. Vậy tôi dời lại. Vậy thì còn anh Tinh, có khi nào suy nghĩ lại hay không? Thì hẹn với bạn bè thì lúc nào mà không hẹn được chứ. Hôm đó dành phần tôi luôn đi ha, tôi sẽ đi. Tốt. Ai nấy đều đi, em à, còn thiếu em đó. Xin lỗi chị nha, thứ hai em phải ra tòa, cần phải chuẩn bị hồ sơ, không thể đi được, xin lỗi nha. Không sao, công việc quan trọng hơn, có Diamond đi với chị được rồi. Cố gắng làm việc đi. Ừ. Sao chị lên đây vậy? Mới đi ăn cơm về, định lấy số trứng cá cho em thôi. Mất công em mua đồ giá rẻ để ăn. Sao hả? Chuyện thứ hai ra tòa đó chuẩn bị tới đâu rồi? Cũng còn tùy, nói về chuyện tương đối gì. Em à, chị cảm thấy sau khi em vào tra lý thi, em hoàn toàn tinh lanh hơn. Chị Hai à, thật ra chị muốn gì ở em vậy? Không, chị đang nghĩ coi thứ bảy này em có rảnh với coi phim với chị hay không thôi. Chẳng phải có Đà Minh đi với chị rồi sao? Đúng ra là vậy. Ai ngờ chủ của tập đoàn Kim Ba Diêm Nhữ Đại đột xuất hẹn ảnh đi chơi golf, đồng thời bàn một số công việc, nên chị định rủ em đi coi với chị thôi. Ý em sao hả? Thứ nhất á, em phải chuẩn bị hồ sơ ra tòa. Thứ hai, những phim xưa như vậy em cũng có thích coi. Chị hiểu, em coi như làm chị vui lòng đi. Chị cũng không thích coi phim truyền hình nhiều tập đâu, nhưng chị tài trợ điện ảnh đó, không lý nào ngay cả lễ khai mạc chị cũng không đi, đúng không? Hai người đang nói phim truyền hình nhiều tập nào chị? Quên mất cái tên rồi, hình như liên quan đến Hoa. Nhân vật chính là ai? Vai nam chính thì tôi không nhớ, vai nữ chính là Trần Bảo Châu. Trần Bảo Châu liên quan đến Hoa, có phải là Hoa Hồng Đen không? Vai nam chính là Tạ Hiền, vai nữ chính là Trần Bảo Châu và Nam Hồng. Đúng rồi. Phải đó, phim đó thời đại của anh mà. Cậu bị chạm dây sao? Phim đó là năm 1965, tôi còn chưa chào đời nữa. Sao anh rành vậy? Hế, nghe nói chương trình này là do cô tài trợ mà, sao cô không rành chút nào vậy? Anh cũng biết nói là chúng tôi còn chưa chào đời, làm sao biết được. Nhưng thân là người tài trợ, không phải chỉ chi tiền thì gọi là ủng hộ. Hoa Hồng Đen
là một trong những tác phẩm tiêu biểu của đạo diễn Sở Nguyên và cũng là tác phẩm kinh điển của phim truyền hình nhiều tập. Yêu thích văn hóa địa phương và điện ảnh, chắc chắn không bỏ lỡ bộ phim này. Tôi thích coi phim Tây, không có coi phim Hồng Kông thì có gì lạ chứ? Chưa coi cũng không có gì lạ, nhưng cô thân là nhà tài trợ, cần phải biết. Chị Hai à, anh Bill là kẻ cuồng điện ảnh đó. Trong phòng của ảnh sưu tầm rất nhiều tạp chí điện ảnh, chị nói phim gì anh cũng biết hết đó. Ảnh có phải là kẻ cuồng điện ảnh hay không không liên quan đến chị. Chị đi đây, thứ bảy này chị tới đón em. Em tự đi được rồi. Tùy ý em, tiệc rượu là 4 giờ, tới đúng giờ đi. Nè, tuy bộ phim Hoa Hồng Đen đó cổ lỗ sĩ lắm rồi, nhưng mà là phim hay đó, coi đi. Tôi không phải lo cho Hoa Hồng Đen đâu, tôi lo cho người ngồi bên cạnh tôi thôi. Cô dùng người giả đi gạt tôi. Sáng nay tôi đã nói cho cô biết rồi, gã thợ hồ ở gần nhà tôi nhất thời nghĩ quẩn đã té lầu chết rồi. Cô Lâu, bên này nè. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Thiệt tình là ngồi xuống đi. Làm gì vậy? Cái gì chứ? Đã bước vào rạp coi phim cũng xác định có người đi tới đi lui rồi, bước coi dài 3 phút có gì ghê gớm lắm đâu. Nè, hai người qua bên kia đứng đi, cản trở tôi coi phim. Nếu có lấy thì mau trả lại đi, tưởng đâu đem giấu đi thì không ai biết sao. Chị cố tình kêu người đem bắp rang mật ong mà chúng ta thích ăn nhất tới căn tin của rạp này. Nè, thử đi, coi có hợp khẩu vị không. Em không ăn đâu, chị tự ăn đi. Nè, không liên quan đến tôi đâu thám trưởng, là hai người chúng tôi cũng thấy trước thôi. Trời ơi, đó là cô thấy trước mới nói tôi biết, bây giờ cô không chịu nhận sao? Tôi nói cho bà biết, con người tôi có sao đó vậy thôi. Em cười cái gì? Hai bà này đúng là dư hơi thiệt đó. Sao kiểu cười của mọi người thấp vậy? Thật ra họ đang ăn cắp cái gì vậy? Có gì đặc biệt lắm đâu. Không lẽ chị muốn em kể lại tình tiết trong nửa tiếng qua cho chị nghe hay sao chứ? Nè, chính là cái này nè. Nè, đứng im. Nè, mọi người muốn hại chết ông Trương sao? Hỏi ý viên đáp của tôi chưa? Lý Hoa Hưng, để tay lên trán đi. Hả? Vậy là hạ gục bọn cướp rồi sao? Cảnh chính mà, ít nhất cũng phải đánh mười mấy phút mới được chứ. Chị Hai à, nếu chị có gì không hiểu hay là gửi tin nhắn cho em đi. Các người còn muốn chạy đi đâu? Nằm xuống, đứng yên. Cô Lâu à, cho hỏi, sao lúc trước cô lại chọn Hoa Hồng Đen? Đây là bộ phim khai mạc cho hoạt động triển lãm điện ảnh theo cùng năm tháng này sao? Hoa Hồng Đen là tác phẩm tiêu biểu của đạo diễn Sở Nguyên mà. Cũng tức là tác phẩm kinh điển của phim truyền hình. Ai thích văn hóa và điện ảnh trong nước, lý nào lại bỏ lỡ bộ phim này? Nhất là một người thích văn hóa bản địa như tôi, bộ phim này là tất yếu rồi. Vậy thì cô có đánh giá gì về những diễn viên chính trong bộ phim này không? Trần Bảo Châu và Nam Hồng cũng cố gắng diễn xuất lắm, nhưng mà có những chuyện mang tính năng khiếu có vẻ như có chút không được hoàn hảo cho lắm. Không được hoàn hảo mang tính năng khiếu, cô có thể nói rõ hơn không? Trong phim này hai người đó diễn hiệp đạo mà, cho nên đáng lý từ đầu họ phải biết họ đang mặc phục trang, nên tôi cảm thấy họ cần phải giảm cân trước. Không phải chứ. Cho hỏi cậu đang làm gì ở đây vậy? Đôi bên đều khó xử. Trái là hồ sơ sắp tới phải ra tòa, tối mai tôi phải làm cho xong. Vậy còn phải? Bên phải là vé coi phim, chị Hai kêu tôi đi coi với chị. Thời gian thì ít mà tôi lại không có biết phân thân. Chị Hai của cậu có thiếu gì Thiên Lôi? Ngoại trừ tôi, đi bên mãi mãi không dám từ chối đó, đã đi công tác rồi. Bạn bè của chị thì chẳng thà đi buôn sắm uống trà, không chịu đi coi phim cũ đâu. Tóm lại tôi khuyên cậu học cách nói không với chị của cậu đi. Chị Hai. Nói không. Alo. Dạ được, bye bye. Không giúp được cậu.
kêu tôi coi lại bài phát biểu ngày mai của chị đó. Không lẽ như vậy mà nói không sao? Ồ phải rồi, anh biết rằng gì điện ảnh, anh coi giùm tôi đi. Cái gì vậy? Bài phát biểu ngày mai của chị hai với báo giới ở hội trường đó. Chỉ kêu người ở trong công ty chuẩn bị cho chị đó. Hey, cũng may chị của cậu còn biết những gì cậu nói, không thể chấp nhận được. Bài này không đặc sắc cho lắm, nhưng cũng giống như là con người nói lắm. Ok, vậy tôi gọi lại nó ok với chị nha. À phải rồi, anh nghĩ tôi có nên nói với chị ngày mai cậu muốn đi coi phim Thương cho tấm lòng cha mẹ với chị hay không? Bộ phim chị cậu kêu cậu đi coi là Thương cho tấm lòng cha mẹ đó sao? Phải rồi. Hay lắm. Anh thích sao? Yes. Thật ra chị hai muốn kiếm người đẹp trai một chút để đi coi với chị thôi. Nếu anh chịu nể mặt, ăn mặc gọn gàng một chút, tôi nghĩ chị tôi không ngại đi cặp với anh đâu. Nếu có thể giúp được anh em, cậu cũng có thể làm được gì. Tôi không ngại chịu chút thiệt thôi. Anh em tốt. Cô Lâu à, cô có thể cho biết động lực gì làm cô chỉ bỏ ra 1 triệu để tài trợ cho triển lãm điện ảnh lần này vậy? Lần này tôi tài trợ triển lãm điện ảnh là bởi vì cá nhân tôi cảm thấy điện ảnh là một phần rất quan trọng trong văn hóa bản địa Hồng Kông. Để giúp cho giới trẻ hiểu rõ hơn về cha mẹ của họ, thậm chí là đời trước nữa, đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào, cái gì là ước mơ và lãng mạn của họ. Cho nên tôi tài trợ chương trình này. Tôi cũng hy vọng thông qua triển lãm điện ảnh này có thể giúp cho giới trẻ hiểu rõ hơn về đời trước, thậm chí là tạo cho người Hồng Kông một kỷ niệm tập thể tươi đẹp. Đây là người bạn tối nay tới coi phim với tôi, anh Trung. Cô học cũng thuộc bài lắm. Cho dù không phải cô viết cũng phát biểu có tình cảm như vậy. Tôi cũng không ngờ anh mặc đồ vét cũng giống con người lắm. Khán giả rạp phim số 1 có thể vào trong rồi. Được vô rồi. Cô Lâu làm ơn gì bên này đi. Tôi không muốn bỏ lỡ đầu phim. Lâu lâu phóng viên chịu viết bài mà. Cô Lâu à, tôi ở tạp chí Trào, có tiện nói vài câu không? Tạp chí Trào là tờ báo công ty chúng tôi đặt cho nhân viên. Xin lỗi nha, quả thật là tôi muốn vô coi trước. Vậy anh vô trước đi. Phải, người chung nhà lần này đúng là tốt lắm. Nhưng tốt cũng với tôi. Còn mấy tháng nữa chúng tôi phải mỗi người một nơi rồi. Đó, căn nhà cũ này cứ đòi đập bỏ hoài, sang năm xây nhà mới. Trời ơi, nhanh lên đi chứ tôi đang coi phim. Ghế ngồi ở đây đúng là chật chội à. Khổ nỗi rạp hát của Lâu thì chúng tôi đang sửa chữa. Nếu không á, dọn qua bên đó tổ chức thoải mái vô cùng. Sao gia đình họ lại nghèo đến như vậy chứ? Coi tiếp đi, khoan hỏi đã. Cổ nói luôn cả cơm cũng không được ăn. Trời ơi, đừng có mắc bẫy nữa. Cho mượn một lần phiền phức vô cùng. Phải đó. Trời ơi, chị họ của họ tệ như vậy thì đừng cho cổ mượn nữa. Họ không còn là bà con nào sao? Sao không tới ngân hàng mượn? Cô, ra ngoài. Anh làm gì vậy? Nói về hai vệ sĩ của cô đã. Bước vô đạp còn đeo kiếng đen, không ra thể thống gì. Họ tới đây để bảo vệ tôi mà, có phải đi coi phim đâu. Sao anh nói chuyện khắt khe vậy chứ? Vậy còn cô, luôn miệng nói là muốn bảo vệ văn hóa bản địa. Cô chẳng thà đứng ở ngoài cho phóng viên chụp hình để lấy tiếng chứ không chịu vô đạp. Vô đạp rồi cô lại ăn khoai tây, không quan tâm tới tình tiết. Coi phim, cô chỉ coi nhân vật nam có đẹp trai hay không, coi nhân vật nữ mập hay ốm. Cô có biết nên để ý điểm nào ở diễn viên nhất không?
là tài diễn xuất. Tài diễn xuất giả tạo vô chừng như vậy, trong một lúc nào sao biết coi chứ? Cho nên cô mới càng phải tập trung coi hơn. Như vậy cô mới từ từ biết thưởng thức. Tôi thấy cô giống như là đa số quý bà vậy, chỉ biết uống trà mua sắm. Cô chịu bỏ tiền ra ủng hộ văn hóa bản địa, tôi mới cảm thấy có thể đi coi với cô. Ai ngờ cuối cùng tôi phát hiện thì ra cô cũng tệ. Tệ? Nè, bây giờ tôi đã nói ra rồi, trong người cũng nhẹ nhõm. Tôi định vô trong coi luôn phần còn lại. Còn cô thì tự nhiên đi. Trong người anh thì nhẹ nhõm thôi, bây giờ đến lượt tôi thấy khó chịu. Vậy cô muốn gì? Chúng ta đã ra ngoài nãy giờ, bỏ lỡ một khúc phim, đương nhiên tôi phải bắt họ chiếu lại từ đầu cho chúng ta coi rồi. Thương cho tấm lòng của cha mẹ. Tôi có đang hoàn xin tiền cho má chữa bệnh thôi. Từ sáng tới giờ tụi con thật sự không có đi đâu hết. Bốn hào mấy này là do tụi đó đi xin suốt cả ngày mới được đó. Bữa trưa tụi đó đói bụng cũng không có chịu ăn uống, đó là để lại cho em khám bệnh. Bộ phim này tôi có 10 lần khóc đúng 10 lần, cho nên để sẵn khăn giấy cho cô. Xin tặng phim này cho các bậc cha mẹ trên đời. Thì ra khi thật sự tập trung coi lại khác như vậy. Hết phim rồi, sao anh còn ngồi đó? Chưa hết đâu, tôi quen coi luôn hai chữ tạm biệt mới về. Anh đúng là đam mê điện ảnh, đam mê đến như vậy. Tạm biệt. Chiêu Ly chuyến cuối đâu có kết thúc sớm như vậy. Anh Trung. Cảm ơn cô nha. Lâu lắm rồi tôi không đón tuyến xe buýt này, cho nên không biết chuyến cuối cùng kết thúc sớm như vậy. Nhưng thời tiết oi bức phải mặc bộ đồ như vậy đúng là mệt thiệt. Tôi không quen mặc đồ vest rồi. Người khác cũng không quen đâu, có điều do phong độ nên buộc lòng phải mặc thôi. Lúc nãy xém chút nữa tôi không chịu nổi, định đón taxi về nhà rồi. Cũng may cô tới kịp thời, tiết kiệm tiền taxi giùm tôi. Tôi cảm ơn anh thì đúng hơn, cảm ơn anh đã chỉ tôi cách coi phim điện ảnh. Nếu cô cũng thích bộ phim này, thật ra tôi muốn nói cho cô biết, phim lúc nãy chúng ta coi không phải là phiên bản tốt nhất. Hả? Còn phiên bản khác nữa sao? Phải, bởi vì đôi khi công chiếu ở những nơi khác nhau sẽ có phiên bản biên tập khác nhau. Vậy phiên bản hay nhất ở đâu? Cách đây nhiều năm, tôi coi ở Philippines, tôi thích phiên bản đó nhất. Tức là ở Hồng Kông không có sao? Không đâu. Vậy phải làm sao mới được coi? Thật ra bây giờ có nhiều người đang phục chế lại dây phim điện ảnh xưa. Nhưng mà do không đủ nhân lực, lại có vấn đề về tài chính, cho nên rất nhiều bộ phim bị thất thoát ra nước ngoài. Xin lỗi chị hai, không thể đi coi phim với chị. Không sao, công việc quan trọng hơn, chị hiểu mà. Em cứ tưởng đâu chắc chắn chị chửi em rồi. Khờ quá. Chị có giống kẻ không nói phải trái vậy không? Luôn tự em nói luôn, mấy tháng sắp tới em có nhiều việc làm lắm, không thể đi coi phim với chị. Được rồi, chị hiểu mà, cứ cố gắng làm việc đi. Vậy chị định kêu ai đi coi với chị vậy? Chị tự biết sắp xếp. Vậy em đi trước nha, bye bye. Cô Long. Hả? Cô Lâu à, chào cô. Tôi Tạp Chí Trào. Cô coi bài phỏng vấn này có vấn đề gì không? Cũng được. Không thành vấn đề. Nhưng tôi muốn có một đoạn ghi chú. Ok, cô nói đi. Tôi mới quyết định thôi,
hàng năm tôi sẽ tài trợ triển lãm điện ảnh một lần. Sau này sẽ thành lập thêm một quỹ, mục đích là muốn sưu tầm những thước phim điện ảnh cũ do Hồng Kông sản xuất ở các nơi trên thế giới. Đồng thời sẽ nhờ chuyên gia phục hồi phim, với lại lưu trữ kỹ thuật số. Tôi hy vọng có thể có một kho điện ảnh bản địa hoàn hảo. Cô Lâu à, sao tự nhiên cô có suy nghĩ đó vậy? Tại sao lại có suy nghĩ đó hả? Bởi vì chịu sự ảnh hưởng của một người bạn. Tuy là anh rất ủng hộ em tài trợ hoạt động lần này, nhưng anh không nghĩ em lại chịu sự ảnh hưởng của anh tích cực tổ chức một quỹ như vậy. Xin lỗi, người bạn mà em nói không phải là anh. Ồ, người đó là ai? Nói tóm lại, ngày mai anh rảnh, nếu em vẫn chưa tìm được người đi coi phim cùng với em, anh có thể đi cùng với em coi như là bù lại lần trước. Không cần đâu, em có hẹn rồi. Thank you.